Nam Phi đã thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của châu Phi. Nam Phi đã khởi động cuộc thử nghiệm vaccine phòng virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở châu Phi trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm cao nhất châu lục. Vaccine trên mang tên SARS-CoV-19 do Viện Oxford-Jenner bào chế đang được đánh giá kiểm định ở Anh và đã có nơi 4.000 người đã ghi danh tham gia thử nghiệm vaccine này trên người. Tại Nam Phi, các nhà chức trách đã lên kế hoạch tiêm phòng SARS-CoV-19 cho 2.000 người, trong đó có 50 bệnh nhân HIV/AIDS. Đại học Witwatersrand đang hợp tác với Đại học Oxford của Anh và Viện Oxford-Jenner để tiến hành thử nghiệm vaccine này tại Nam Phi. Phát biểu tại họp báo, giáo sư về vaccine học của Đại học Witt, ông Shabir Mahdi cho biết, chúng tôi đã bắt đầu theo dõi những người tình nguyện tham gia thử nghiệm vaccine SARS-CoV-19 từ tuần trước và những bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm phòng từ tuần này. Ông Mahdi đã mô tả cuộc thử nghiệm trên là một thời khắc quan trọng, đồng thời cho biết thêm trong khi chúng ta đang bước vào mùa đông ở Nam Phi và sức ép gia tăng tại các bệnh viện, giờ là lúc cần một vaccine hơn bao giờ hết để phòng lây nhiễm COVID-19. Các quan chức y tế Nam Phi cũng đặt nhiều hy vọng vào dexamethasone, một loại thuốc chống viêm nhằm giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong trong các bệnh nhân COVID-19 nặng. Cũng theo Bộ trưởng Y tế Sueli Maskin, đây là hoạt động trong những loại thuốc mà Nam Phi hoàn toàn có thể tự sản xuất trong nước. Công ty dược phẩm Aspen Pharmacare của Nam Phi cho biết sẵn sàng sản xuất loại thuốc này với số lượng lớn. Tính đến ngày 23 tháng 6, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi đã tăng lên trên 106.000 người, trong đó có 2.000 người đã tử vong. Các nhà chức trách đã áp đặt phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt từ ngày 27 tây tháng 3, vài tuần sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Hiện các biện pháp hạn chế đang dần được dỡ bỏ để cho phép các doanh nghiệp trở lại hoạt động và giảm thiểu thiệt hại cho một nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn. Brazil cũng đã lên kế hoạch thử nghiệm vaccine riêng của mình, trong khi Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm một loại vaccine mới trên diện rộng với sự tham gia của 30.000 người.